Vừa qua tại Hải Phòng và 6 điểm cầu truyền hình trực tuyến, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019. 5 năm qua, Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt 4 mục tiêu của cuộc vận động 50 là quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm gắn với các nội dung, chỉ tiêu của các cuộc vận động, hội thi, hội thao và phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đối ngoại quốc phòng. Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, các cơ quan đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân còn kết hợp chặt chẽ với thực hiện hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật hải quân là xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.